Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video thuộc chuỗi ôn thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist dành cho ứng dụng Excel phiên bản 2016. Và với nội dung của video này hơi dài một chút, các bạn sẽ tập trung vào phần là Add and Modify Chart Elements, tức là chúng ta sẽ thêm và điều chỉnh các thành phần có trên biểu đồ của chúng ta. Để làm tốt nội dung của video này thì các bạn nên mở file thực hành có tên là 5.2.2 thêm và điều chỉnh các thành phần của biểu đồ. Và trong file thực hành này thì các bạn kéo xuống dưới một chút, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có một cái biểu đồ sẵn có ở trên này rồi. Và việc của chúng ta là sẽ phải làm thế nào để thêm bớt các cái thành phần có trong cái biểu đồ này. Thế để thực hiện cái việc thêm bớt các thành phần có trên biểu đồ thì các bạn có thể thấy này, khi kích vào biểu đồ thì nó sẽ hiện ra ba cái nút ở trên này. Để hiểu chi tiết hơn về các nút này thì các bạn có thể mở cái video trong cái chuỗi video về học về biểu đồ của tôi. Nó thuộc về chuỗi bài số 4 trong Excel cấp độ 2. Xem chuỗi video đấy thì các bạn có đầy đủ tất cả những cái mà liên quan và cần phải làm việc với biểu đồ. Còn với cụ thể video này thì tôi sẽ mô tả đối với dấu cộng này thôi. Dấu cộng thì các bạn sẽ có là gì? Chart Elements. Nếu các bạn nhấn nút cộng ở đây thì các bạn có thể thêm vào hoặc điều chỉnh một số cái gì đấy. Ví dụ ở đây chúng ta chẳng hạn, thì nó sẽ điều chỉnh cái thông tin liên quan đến cái trục ngang hoặc là trục dọc của chúng ta. Cụ thể là nếu mà các bạn nhấn vào mũi tên chỗ này thì các bạn sẽ thấy là Primary Horizontal chẳng hạn, thì nhấn một cái nó biến mất, nhấn cái thì cái phần thông tin liên quan đến các cái nhóm dữ liệu dưới này thì nó có thể bật hoặc tắt. Rồi tương tự như vậy đối với cái thước đo ở cái cột phía bên tay trái. Rồi trong trường hợp là nếu các bạn muốn điều chỉnh cái việc là có hiển thị hay không hiển thị số liệu của thước đo của trục tung này chẳng hạn, thì các bạn có thể bật tắt nút này. Thực ra thì các bạn có thể nhìn hết toàn bộ cái chuỗi này, nó cũng sẽ tương tự với việc là vào thẻ design chúng ta sẽ có cái nút là Adjust Elements, và trong phần này chúng ta cũng có thể bật tắt theo kiểu như vậy. Rồi tương tự như thế thì các bạn sẽ có là gì? Ngoài cái việc là hiển thị các số liệu có thể là số liệu đo ở trên trục tung hoặc là các số liệu mô tả các nhóm trên trục hoành, thì chúng ta có thể là đặt tên cho cái cột giá trị đấy. Ví dụ như là tôi hiển thị là Primary Horizontal, thì ở đây nó sẽ thêm một cái hộp dưới này để chúng ta có thể điền thông tin. Ví dụ ở đây là gì? Quý 2, tôi có thể điền thông tin này. Quý 2 năm 2017, ví dụ thế đấy, thì ta có thể là cần cái phần để điền thông tin đấy thì cho thêm vào. Rồi add chart axis title thì các bạn có thể thêm được cho cái trục tung nếu các bạn muốn. Rồi tiếp chart title thì các bạn có thể có bài thi người ta yêu cầu các bạn là thêm cái chart title, có thể là nằm center overlay chẳng hạn, thì các bạn có thể là bình thường cho không để ý như thế nào, nhưng mà khi làm bài thi cứ đọc đúng những cái tên này và cho kích vào. Ví dụ center overlay thì cái chart title nó sẽ hiện như thế này, và ta có thể kích vào đây và điền thông tin ở trên này chẳng hạn, biến động doanh thu đấy, tôi thử thông tin như vậy thôi. Rồi ta tiếp còn cái gì nữa, các bạn sẽ có data label thêm vào các nhãn, các cái hộp thông tin, các cái đường ở trên biểu đồ, hoặc là các bạn sẽ có những cái cột biểu đồ và các bạn muốn xem được thông tin nhãn trên đấy, thì ta có thể vào phần là data label và các bạn sẽ có là gì, nhãn hiển thị ở giữa, ở left là bên phía bên tay trái của cái point đấy. Rồi các bạn muốn xem thông tin ở phần nào thì các bạn chọn vào trong phần đấy là được. Ví dụ đối với bài thi người ta hỏi các bạn là add cho cái gì thì các bạn chỉ cần chọn cái dạng mà cho muốn add vào là xong. Rồi nhưng mà nó có thể có tình huống như này, chúng ta muốn thêm vào nhưng mà chỉ cho cái đường này thôi. Nếu các bạn muốn là chỉ cho đường nào thì phải chọn đường đấy trước, xong mới vào Adjust Element, xong rồi vào Data Label, và chúng ta có thể chọn cái mẫu mà chúng ta muốn sử dụng ở trên này. Đấy, bài thi người ta yêu cầu các bạn điền mẫu nào, chọn mẫu nào thì các bạn kích vào mẫu đấy là xong. Rồi cái chart title nó nằm ở đây, nó hơi tụt vào chút, cứ cho là bài thi yêu cầu các bạn đi, để above chart thì nó sẽ như thế này. Rồi chúng ta sẽ có rất nhiều lựa chọn khác ở phía dưới, không chỉ đơn giản như vậy. Ví dụ như là chúng ta có cái data table. Data table thì có thể là hiển thị cái bảng số liệu trong trường hợp là cái biểu đồ này của các bạn nó nằm một mình một sheet. Rồi trong phần sau các bạn sẽ có những cái việc là gì thay đổi ở đây chẳng hạn, cho thấy là move chart to chart sheet, thì có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể là di chuyển cái biểu đồ này sang một cái sheet khác, và các bạn có thể thấy là biểu đồ đấy nằm một mình một sheet luôn.
thì trong tình huống đấy có thể sẽ cần có data table. Còn đơn giản là bài thi người ta yêu cầu các bạn là thêm data table vào thì các bạn sẽ phải thêm vào. Tuy nhiên là khi thêm vào thì có thể nó chưa có đủ những thông tin mình cần, thì các bạn có thể vào more data table options. Thì sau khi vào cái phần là more data table options thì các bạn sẽ thấy là gì? Đối với cái bảng dữ liệu thêm vào đây, các bạn có thể có table border đây chẳng hạn, nằm đường ngang rồi đường dọc hay là outline đấy. Ví dụ như là tôi bỏ outline đi, các bạn sẽ thấy là bao xung quanh này là không còn nữa, đúng không? Nhưng mà tôi bỏ vertical đi thì tất cả những cái đường kẻ dọc đây là nó sẽ không còn. Còn nếu tôi muốn là gì thì có bỏ đường kẻ ngang thì ta có thể là bỏ dấu tích horizontal. Thì đấy là những cái mô tả những cái thông tin thêm mà ta có thể có đối với cái đối tượng đấy. Chúng ta có thể vào đấy để điều chỉnh thêm những cái thông tin để mà giúp cho cái đối tượng của chúng ta nó được thay đổi phù hợp hơn. Rồi. Ngoài ra nữa thì các bạn sẽ có error bar này, grid lines này, các bạn đọc những cái tên này để thấy là gì, có thể là có những cái nhóm đối tượng nào mà chúng ta sẽ được yêu cầu thêm vào trong bài thi. Các bạn xem cụ thể để biết được cái mình cần thiết phải dùng là cái nào. Rồi để chi tiết hơn về những cái nội dung này, các bạn có thể tham khảo thêm một số cái tài liệu mà chúng tôi sẽ phát hành trong thời gian tới. Thì sau khi xem tài liệu đấy thì các bạn sẽ có thêm những cái mô tả rõ hơn về các đối tượng đang có trên này. Rồi như vậy là chúng ta đã biết cách làm thế nào để có thể thêm và thay đổi các đối tượng đang có trên biểu đồ. Nếu các bạn có thêm bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thì có thể liên hệ với tôi theo các cái thông tin đang có ở trên màn hình hiện tại. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.